đâu là hệ quy chiếu để xác định được bản thân đã đủ độ chín hay chỉ liều mình để khởi nghiệp? Ba yếu tố để xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân để khởi nghiệp là gì? Bạn sẽ chi trả mức học phí như thế nào cho quá trình khởi nghiệp ở từng giai đoạn cuộc đời? Chào mừng các bạn đến với Thăng Tiến Như Chuyên Gia. Khách mời hôm nay của chúng ta là một nữ doanh nhân tài ba. Cô ấy đã có hơn 15 năm trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khi trải qua các vai trò then chốt dẫn dắt mảng đổi mới sáng tạo của các tập đoàn và doanh nghiệp lớn. Cô ấy là nhà sáng lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là VSSC, một tổ chức vườn ươm và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp từ Việt Nam và Đông Nam Á, đã thu hút sự tham gia của startup quốc tế từ 20 quốc gia và gắn kết với 20.000 startup trong cộng đồng khởi nghiệp. Với kinh nghiệm đã tư vấn hỗ trợ cho hơn 60.000 doanh nghiệp SME tại Việt Nam, cô ấy còn sáng lập công ty IBP là Investment and Business Partners, với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tạo dựng chiến lược tăng trưởng thông qua việc hợp tác với các công ty lớn nhằm thiết kế, tư vấn và vận hành các trung tâm đổi mới sáng tạo là các Innovation Center, chương trình tăng tốc doanh nghiệp, quỹ đầu tư. Cô ấy còn đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với các hoạt động xã hội của cộng đồng doanh nhân và nhiều chương trình tạo nhiều giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp như Vietnam CEO Forum, Open Talks và Industry Innovation Forum. Hôm nay các bạn hãy cùng Linh gặp gỡ Hoàng Phi để có được những giải đáp từ chuyên gia cho những câu hỏi trên nha. Hello Phi, rất vui được trò chuyện với Phi hôm nay. Dạ, rất là vui được gặp chị Linh và gặp những người bạn đang follow chị Linh trên trang của chị Linh ạ. Ok, thì Linh cũng chị chưa nhảy vô luôn ha. Thì mọi người cũng biết Phi đã thành lập VSSC cho nhiều năm rồi. Và bên chương trình đó là mình đang giúp các công ty khởi nghiệp để họ có thể phát triển tốt hơn. Mình có những cái chương trình huấn luyện và mình cũng đang phối hợp lại những người nhà đầu tư với những công ty. Thì nói chung là làm trong ngành khởi nghiệp nhiều năm rồi. Thì câu hỏi đầu tiên là chị nghĩ là các bạn trẻ ngay ngày nay họ rất là quan tâm là về sự nghiệp của họ, họ có nên khởi nghiệp hay không? Và nếu mà khởi nghiệp là họ nên bắt đầu từ tuổi nào? Nghĩa là họ nên tốt nghiệp đại học không? Tại vì cũng có những lời khuyên là bạn không cần phải đi đại học, bạn cứ bắt đầu khởi nghiệp đi. Hoặc là họ nên khởi nghiệp, tốt nghiệp xong rồi mới bắt đầu khởi nghiệp, hay là họ nên đi làm ở đâu đó trước. Thì không biết là với Phi là mình có những lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang phân vân về việc này? Thật ra thì BSSC thì em đã sáng lập cách đây mười mấy năm rồi. Và trong cái quá trình mà em làm BSSC thì em cũng gặp chân dung của rất nhiều các bạn trẻ khởi nghiệp với nhiều tình huống khác nhau. Có những bạn thì học hành rất là bài bản, thậm chí là học rất là cao, lên tới tiến sĩ rồi giảng viên đại học. Có những bạn thì là mình vẫn vì đam mê khởi nghiệp quá, cho nên là một số bạn thì không có nhiều thời gian để đi đến trường và các bạn bắt đầu với cái con đường khởi nghiệp luôn. Tuy nhiên thì nếu mà chị Linh hỏi em là cái độ tuổi nào, thì cái vế thứ nhất là theo em nghĩ thì cái độ tuổi nào mà các bạn cảm thấy sẵn sàng nhất thì đó là một cái độ tuổi đẹp để mà mình bắt đầu khởi nghiệp. Như vậy thì có những người họ cảm thấy là họ bắt đầu, họ sẵn sàng cho cái quá trình khởi nghiệp của họ rất là sớm, nhưng cũng có những bạn thì cảm thấy là mình chưa trang bị đủ, mình chưa đủ tự tin để mình bắt đầu. Thì cái thời điểm đẹp nhất luôn luôn là cái thời điểm mà mình cảm thấy tự tin nhất. Tuy nhiên á, thì em muốn giải mã cái điểm này. Tự tin nó khác với chuyện là mình không có đủ thông tin và mình không có đánh giá đúng cái năng lực của mình. Cho nên là đôi khi mình cũng cần phải có nhiều cái hệ quy chiếu để mà mình biết được là thực sự là tôi đang ở cái độ chín mùi hay là tôi chỉ là do tôi thiếu thông tin cho nên là tôi gọi là tôi bị liều. Thì ở đây là em nghĩ là mình cần phải giúp cho các bạn trẻ, và trong cái quá trình mà em làm thì em cũng giúp cho các bạn trẻ nhận ra là thực sự là các bạn đã có đủ các cái điều kiện rồi hay là các bạn đang liều, là cái thứ nhất. Và làm sao để xác định được điều đó thì thường là em sẽ đo trên mấy cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là bạn có đủ kiến thức trong cái ngành đó không. Thì nếu như mà bạn bắt đầu, chẳng hạn như là các bạn hay mở một quán cà phê, các bạn hay mở một chuỗi thời trang, mình gọi là khởi nghiệp nói chung nha, chưa nói đến các công ty mà startup đúng nghĩa. Thì nếu chỉ là một cái khởi nghiệp ở một cái business thôi thì em cũng vẫn hỏi các bạn thực sự có đủ cái kiến thức về cái ngành đó chưa. Cái việc thứ hai á, là bạn đã trải nghiệm trong cái ngành đó bao nhiêu thời gian. Nếu như mà bạn chỉ là thích thôi, bạn đứng ở ngoài bạn nhìn thôi, thì thật sự là bạn chưa đủ thời gian để bạn có thể trở thành expert trong cái ngành đó để mà bạn có thể bắt đầu. Cho nên là cái yếu tố thứ hai là kinh nghiệm. Cái yếu tố thứ ba em sẽ đo là bạn có bao nhiêu cái nguồn lực có thể hỗ trợ cho bạn trong cái ngành mà bạn định khởi nghiệp. Thì ở đây cái điều này nó sẽ không có nếu như mà bạn còn quá trẻ, bạn chưa có đủ thời gian tích lũy ở trong ngành, thì chắc chắn là cái yếu tố về nguồn lực, những cái mối quan hệ xung quanh thì các bạn sẽ không có đủ. Đương nhiên là có những cái yếu tố nó là nội tại của các bạn, và có những cái yếu tố là trong quá trình các bạn làm các bạn có thể bồi đắp vô thêm, không ai có đầy đủ hết cả, nhưng ít nhất là các bạn cũng phải có được thang điểm 7 trên những cái câu hỏi mà em vừa hỏi, thì lúc đó mới nói là tự tin. Câu hỏi số 2 là các bạn có nên jump vào để khởi nghiệp liền không, thì với cái câu đầu tiên thì em cũng có thể giúp cho các bạn một phần nào nhận ra là
À, thật ra thì em thì vẫn ủng hộ cái cách là các bạn nên trang bị đủ trước khi mà ra chiến trường, tại vì nếu không thì nó sẽ rất là nguy hiểm. À, cho nên nếu như các bạn có bài bản hơn, các bạn có cái kiến thức kinh nghiệm và trong cái quá trình các bạn bồi đắp á, thì các bạn sẽ tự tin hơn và cái yếu tố thành công của các bạn cao hơn. Ở đây á, khởi nghiệp nó không phải là đánh liều, nó không phải như là mình hay nói là à, thôi làm đại đi, làm liều đi, cái chuyện đó nó giống như mua vé số vậy đó, cái cơ hội thắng nó rất là ít. Nhưng mà nếu như mà mình đo lường được những cái yếu tố trong cái quá trình mà mình khởi nghiệp trước khi mình bắt đầu với cái hành trình của mình, thì lúc đó mình sẽ thấy là nó không phải là một canh bạc, nó cũng không phải là mua vé số, nó là một cái sự rủi ro có tính toán và mỗi người sẽ có cái cách chịu đựng các cái rủi ro khác nhau. À, bây giờ thì khi mà chị em mình nói đến startup á, thì nó lại càng đòi hỏi cái trình độ mà các bạn được đào tạo nhiều hơn nữa. Tại vì startup á, thì không chỉ là chúng ta làm một business đúng không? Startup là có cái yếu tố về công nghệ, có khả năng scale up nó lên ở quy mô toàn cầu kia, thì lúc đó nó đòi hỏi bạn phải có nhiều hơn các cái kỹ năng mà những cái câu hỏi basic mà em vừa hỏi, cho nên nó càng đòi hỏi các bạn là nên đầu tư vào cái việc học nhiều hơn nữa. Thì đó là cái góc nhìn của em. Ok, cảm ơn Phi. Thì phần lớn thì chị cũng đồng ý, nhưng chị sẽ phản hồi lại với một cái góc nhìn khác mà chị thường nghe, đặc biệt là bên thung lũng Silicon ha. Thì có nhiều người nói là khởi nghiệp, đặc biệt là khi mà start up với một công ty công nghệ, là giống như Phi nói là mình muốn tăng quy mô khá lớn toàn cầu, thì với những công ty đó đó là cũng hơi khó để cho mình có thể rèn luyện hoặc là học hỏi trước những cái kỹ năng cần có, bởi vì nó sẽ phát sinh thêm những cái vấn đề mỗi khi mình tăng quy mô lên, hay là mình sáng tạo thêm cái gì mới, là giống như là mình chưa có thể trải qua được trước đây, bởi vì nó là một cái khái niệm hoàn toàn mới. Thì có một cái so sánh đó là có người nói là nếu mình trong máy bay mình nên nhảy trước khi mình có cái dù bay, và sau khi mình nhảy thì mình sẽ cố gắng xây dựng cái dù bay đó, bởi vì khi mà mình đã nhảy rồi đó thì lúc đó mình biết cái rủi ro nó rất là cao, thì mình buộc phải rất là cố gắng để xây dựng cái dù bay đó trước khi mình tới đó, phải không? Thì cái đó cũng hơi hơi giống là khởi nghiệp, là mình sẽ có một cái ý kiến rất là sáng tạo, và khi mình nhảy vô rồi mình gọi được vốn, hay là mình đang sử dụng cái tiền tiết kiệm của bản thân, thì lúc đó mình mới cảm thấy được cái áp lực, thì mình mới thật sự là khá sáng tạo và cảm thấy được cái áp lực ấy, thì mình mới làm được hết sức mình. Thì không biết Phi nghĩ như thế nào về cái khái niệm đó? Em nghĩ là cái việc mà nhảy dù á, thì chúng ta thấy là khi chúng ta lên máy bay á, thì bao giờ các cô hướng dẫn viên cũng sẽ hướng dẫn cho mình là phải phải nhảy nó như thế nào, tức là mình có một cái sự hướng dẫn từ trước, chứ không có nghĩa là ngay từ đầu mình không cần học gì cả là mình đã biết bật cái dù lên kêu mình nhảy rồi. Tại vì nếu nếu mà mình không chú tâm vào những cái hướng dẫn thì chắc chắn là mình sẽ gặp rủi ro rất là lớn, và mình cũng không biết là khi cái rủi ro xảy ra thì mình có biết cái cách để mà mình bật cái dù lên hay không. Cho nên là em phản biện là thực tế ra thì mình vẫn phải học cái cách mà khi mà mình nhảy ra khỏi máy bay thì mình biết cách bật cái dù, và đó là một cái kỹ năng sống còn. Như vậy thì trong khởi nghiệp nó cũng tương tự như vậy thôi. Cho dù người ta có nói với bạn rằng là khi mà bạn đứng trước áp lực thì sẽ có hai cái cách. Cái cách thứ nhất là trước áp lực thì bạn phản ứng theo một cách đúng, nghĩa là bạn đã trang bị đủ rồi, thì bạn sẽ có những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái hành động để mà bạn có thể biết được là mình nên xử lý như thế nào trong tình huống đó. Hoặc là cái cách thứ hai là mình phản xạ một cách tự nhiên, tức là mình chả biết gì cả, mình chỉ lên thấy khi mà mình bị tấn công thì những cái người biết võ thì họ biết cái cách đỡ cái đường quyền đó như thế nào, nhưng mà những người mà không biết thì mình cứ đánh búa lơ xù và mình mong là nó sẽ đúng. Thì em không ủng hộ cái cách là mình cứ đánh búa lơ xù, miễn sao là mình đúng thì thôi, thì lúc đó mình cũng không học được bất kỳ một cái bài học nào. Cho nên ở đây thì em lại có một cái quan điểm là bạn khởi nghiệp cũng được, bạn làm trước cũng được. Bởi vì ngay cả em đi, khi em khởi nghiệp với công ty thứ hai của em ngoài cái BSC ra, em cũng không biết đâu là một cái công thức mà nó có thể chắc chắn 100% thành công, và cũng không có một cái doanh nhân lớn nào có thể chắc chắn được 100% cái khả năng khởi nghiệp của mình. Nhưng ít nhất á, là mình tích lũy đủ cái loại tài sản để người ta thấy á, là mình đủ cái nguồn lực để người ta có thể bồi đắp vô thêm. Tức là chị cũng phải có 6-7 điểm rồi thì những người khác có thể giúp chị để mà chị càng ngày càng hoàn thiện hơn. Và cái việc thu hút đầu tư á, bình thường thì mọi người hay nói là thu hút đầu tư là tiền, nhưng mà trong cái quá trình khởi nghiệp giống như tình huống mà chị Linh đang nói á, là những cái công ty công nghệ scale ở quy mô lớn thì có thể là ngay cả những người thành công nhất cũng không chắc được là mình khởi nghiệp có thể thành công chắc chắn được. Cho nên nó đòi hỏi rất nhiều những cái kiến thức chuyên môn khác nhau và những người tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn khác nhau nữa. Cho nên nếu như mà bạn không có một cái kỹ năng gì một cách quá là đặc biệt thì bạn sẽ không huy động được cái loại tài sản quý giá hơn, tức là cái loại tài sản đó theo em định nghĩa đó là kinh nghiệm, đó là kiến thức của những người đi trước trước khi mà mình nói đến tiền nữa kia, thì cái yếu tố đó nó quyết định cái việc bạn thành công hay không thành công. Cho nên đừng có bao giờ, em vẫn khuyến
khuyến khích nha, là các bạn có thể là các bạn nói là khởi nghiệp là một cái quá trình rủi ro. À, chúng ta ở đây chúng ta liều liều khi liều có tính toán, chứ không phải là liều là một cái thứ bản năng và tới đâu thì hay tới đó, thì hai cái đó nó hoàn toàn rất là khác nhau. Ok, rất rất là đồng ý. Và gần đây chị cũng có thấy được một cái bài nghiên cứu để kê ra những yếu tố của những người khởi nghiệp thành công nhất. Thì họ có rất nhiều cái yếu tố như là sự sáng tạo, kiến thức trước đây, kinh nghiệm trước đây, trải nghiệm gì đó. Và có một cái yếu tố, tại vì họ cũng so sánh những người khởi nghiệp so với những người làm ở tổ chức lớn. Thì với tất cả những cái yếu tố đó, sự thông minh, kiến thức này nọ đó là phần lớn là như nhau. Chỉ có một cái phần lớn khác biệt là cái sự thận trọng. Những người làm ở công ty khởi nghiệp là cái sự thận trọng của họ rất là bé tí, giống như là nếu mà cái thang là 1 tới 100 đi thì những người khởi nghiệp là khoảng tầm khoảng 20 thôi, còn những người làm ở công ty những cái tổ chức lớn là khoảng tầm 80 90. Thì nó cũng trở lại như Phi nói là mình sẽ chấp nhận rủi ro nhưng phải rủi ro có phân tích. Thì không biết là khi mà Phi suy nghĩ về rủi ro đó là mình sẽ có những cái yếu tố nào để mình đánh giá là đây là cái rủi ro mình có thể chấp nhận so với những cái rủi ro mà mình nên phải cân nhắc lại. Câu hỏi rất là hay. Thật ra em nghĩ là mỗi người sinh ra thì sẽ có cái gọi là sao ta, cái máu chấp nhận rủi ro nó khác nhau, và những cái điều kiện thực tế khiến cho bạn chấp nhận rủi ro khác nhau. Có người thì họ chấp nhận những cái rủi ro về mặt kinh tế nhiều. Có người thì họ chấp nhận cái rủi ro là ví dụ như là mình có một bệ đỡ của từ gia đình, mình có những cái kiến thức chuyên môn của gia đình mà có thể bồi đắp vô cho mình, và mình cũng có một cái nền tảng tài chính, thì những người đó có thể thử ở nhiều bài toán liều lĩnh hơn. Thì em nghĩ là cái rủi ro mà mọi người thường thấy nhất á, là cái rủi ro về tài chính, và mọi người hay đo cái rủi ro tài chính là cái rủi ro chính, cho nên sẽ có một số người sẽ bảo rằng là mình có mất gì đâu, mình khởi nghiệp thì nếu mà không thành công thì mình cũng có mất gì đâu, tại bây giờ mình cũng có gì đâu mà để mất. Thì em nghĩ là cái yếu tố tài chính mọi người thường hay đo dễ nhất là bạn chấp nhận được, bạn đầu tư được vào dự án này bao nhiêu, và trong trường hợp nó mất hết thì bạn có chấp nhận được cái mức độ mất đó không, đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nhưng mà em thấy có một cái điều rủi ro thứ hai em thường hay đánh giá nhiều hơn, đó là thời gian. Tại vì cái yếu tố thời gian là những cái thứ mà mình không có quay lại được. Trong kinh tế học thì nó cũng có nói là cùng một cái lượng thời gian mình có thể làm được nhiều cái giá trị hơn. Thành ra ở đây thì mình sẽ đo, mình đừng có nói là mình không có mất gì cả, mình mất thời gian. Và cái đó là cái yếu tố thứ hai, bạn chấp nhận mất bao nhiêu thời gian cho cái cuộc chơi này. Tại vì em thấy có rất là nhiều người khởi nghiệp hết lần này đến lần khác, mất rất là nhiều thời gian, và đến khi mà quay lại thì mình bị lỡ dở, mình khởi nghiệp thì mình không có thành công, và mình bắt đầu một cái sự nghiệp đi làm với những cái công ty khác thì mình cũng đã bị lỡ cái thời điểm rồi. Thì em nghĩ là đó là một trong những yếu tố mình nên đo, là mình chấp nhận cho mình một khoảng thời gian bao nhiêu để mình bắt đầu cái hành trình của mình, để mà mình tự tự xem thử là mình có phù hợp với nó hay không. Cái việc thứ ba là những cái mức độ về mặt những cái nguồn lực mà mình bỏ vô. Mình bỏ những cái gì ở trong này, mình bỏ mối quan hệ vô, mình bỏ niềm tin vô, mình bỏ nhiều người khác cộng sự của mình vào trong này, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái rủi ro của mình nó không chỉ là cá nhân mình nữa, mà những người đi cùng với mình, những người làm chung với mình, thì liệu rằng là mình đo hết những cái yếu tố đó ở mức độ tương đối nhất. Ở đây không có cái gì tuyệt đối cả, nhưng mà mình có thể đo những cái yếu tố đó để mình thấy là như vậy thì trong trong cái hành trình khởi nghiệp này thì mình được gì, mình mất gì, và mình phải phải có một cái sự tính toán hay có một cái tầm nhìn trước đó. Thì đối với em là có ba cái yếu tố mà mình nên đo như vậy, chứ không chỉ là yếu tố về tiền. Và có một cái điều lưu ý là khi mà bạn nhìn cái mất mát nó chỉ ở cái mức độ tiền thôi á, thì bạn đánh giá không có đúng về cái hành trình khởi nghiệp. Tại vì cái mất mát của khởi nghiệp nó không phải là cái mất mát chỉ có tiền, cũng như là cái đạt được của khởi nghiệp và cái sự thành công của khởi nghiệp nó cũng không chỉ đo đếm được bằng tiền. Thành ra là tiền nó chỉ là một cái góc độ nào đó thôi. Bạn học được những bài học lớn, bạn có được những cái mối quan hệ quý giá cho cái hành trình sắp tới của các bạn, rồi bạn làm được một cái sự thay đổi cho một cái thị trường nào đó, cho một cái ngành nào đó, thì những cái đó nó lớn hơn rất là nhiều so với cái mà người ta chỉ nhìn vào ở cái góc độ tiền. Cho nên đối với em thì ở đây nếu mà các bạn có nhiều cái yếu tố để đánh giá về độ rủi ro thì tiền nó chỉ là một cái thứ được xếp cái cuối cùng thôi. Nhưng đôi khi là tùy vào giai đoạn, ví dụ bạn trẻ quá thì bạn chỉ thấy tiền thôi, nhưng khi mà ở cái lứa tuổi như chị Linh hay như em thì sẽ thấy nó có những cái thứ nó quý hơn tiền rất là nhiều, cho nên mình càng phải thận trọng hơn trong cái quá trình mình bắt đầu. Ok, hay. Thì có nghĩa là có ba cái yếu tố chính là số tiền, tài chính, thời gian và năng lượng. Thì chị sẽ bổ sung thêm một cái góc nhìn khác nữa là khi mình khởi nghiệp, mình không chỉ đo lường những thứ mình có thể có hoặc là những thứ mà mình có thể đóng góp, nhưng mình cũng phải hỏi là mình muốn hy sinh cái gì. Tại vì thật sự khi mình khởi nghiệp, nó là một cái công sức mà đòi hỏi tất cả mọi thứ. Nó đòi hỏi rất nhiều về tâm trí, về cơ thể,
về những cái mối quan hệ của mình, là mình phải bỏ vô 100, 110%, nếu có thể bỏ hơn những gì mình có nữa, phải không? Có lúc mình phải đi vay, có lúc mình phải đi mượn người ta, mình nhờ người ta làm nhiều thứ. Thì không biết là với Phi là Phi nghĩ như thế nào về về cái từ đó, tại vì có nhiều bạn trẻ họ không hiểu biết là khi mình khởi nghiệp là thật sự nó là một cái con đường rất là cô đơn và nó rất là dài, và mọi người chỉ nghĩ là nó là thay thế cái công việc làm thuê. Nhưng thực sự nó không thể là thay thế, phải không? Nếu bạn chưa có đủ cái máu để cho nó thành công á, thì tốt nhất bạn cứ đi làm thuê để cho mình tích lũy kinh nghiệm và bài tài chính, hơn là mình qua bên đây mình tưởng là mình cứ tích lũy kinh nghiệm nhưng thật sự nó sẽ hy sinh nhiều thứ khác hơn nữa. Em nghĩ là mình dùng từ hy sinh thì các bạn sẽ sợ, cho nên là em thường hay dùng một cái từ là học phí. Bạn trả cái học phí gì và cái lượng học phí bạn trả ra là bao nhiêu để bạn nhận được cái gì. Thì em nghĩ là trong cái khởi nghiệp á, thì mình có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy vào cái lứa tuổi của cuộc đời để mà mình thấy là mình sẽ phải trả học phí bằng cái gì trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là khi mà em thường định nghĩa là trước 30 tuổi thì các bạn có cái điều kiện để các bạn trả học phí bằng thời gian, bằng cái nỗ lực về mặt thời gian, giống như chị nói là làm 100, 200, 300% cái năng lượng mà các bạn có. Thật ra lúc đó thì mình rất là khỏe, cho nên là mình rất là nhiệt tình, mình rất là hăng hái, và lúc đó thì cái học phí mình trả là mình trả bằng thời gian. Và ngược lại thì mình học được rất là nhiều từ cái quá trình trả học phí đó, và cái quá trình trả học phí đó nó cũng cũng giúp cho bạn được rất là nhiều trong những cái hành trình sắp tới, nghĩa là bạn còn một cái khoảng thời gian rất dài cho cái sự nỗ lực và phấn đấu của cái sự nghiệp của các bạn. Cho nên các bạn nói một cách dân dã là bạn bạn còn đường để đánh lại, nếu không thắng trận này bạn có thể thắng được trận khác. Thì cái quá trình đó em nghĩ là mình có thể để gọi là mình trả học phí bằng nhiều thứ, bằng năng lượng của mình, bằng tâm trí của mình, bằng thời gian của mình. Và lúc đó thì mọi người sẽ không có quá đo lường về cái yếu tố về tài chính đâu. Nhưng mà đến năm mà khoảng chừng 30 đến 40 thì bắt đầu bạn có nhiều thứ ở trong rồi, bạn có nhiều cơ hội hơn, bạn ổn định hơn, rồi bạn bắt đầu có những bạn thì bắt đầu có gia đình rồi, có những cái thứ phải lo, thì lúc đó cái học phí bạn trả nhiều hơn như vậy, bạn trả bằng cái thời gian cho gia đình của các bạn, bạn trả bằng những cái nỗ lực cá nhân của các bạn, bạn trả bằng những cái mối quan hệ, và đôi khi là bạn trả bằng những cái chi phí cơ hội. Nếu bạn không làm cái này thì bạn cũng có rất nhiều những cái cơ hội khác, thì lúc đó bạn sẽ trả nhiều loại học phí khác hơn, thì bạn cần phải đo lường nhiều hơn. Và đến năm mà chúng ta bước qua khỏi cái độ tuổi ví dụ 50 trở lên rồi thì mọi người hay nói là cái lượng thời gian và cái năng lượng của mình nó không còn nhiều nữa, thì lúc đó mình không thể nào thức tới 2, 3 giờ sáng như cái lứa tuổi trước 30, đúng không? Chị Linh cũng thấy là 30 đến 40 là một cái sức khỏe nó khác rồi, và mình có nhiều mối quan tâm khác để mà phân tán mình rồi. Thì tới năm 50, 60 thì đương nhiên là khởi nghiệp thì không bao giờ muộn, nhưng mà độ tuổi lý tưởng đến 50, 60 thì đôi khi là nó làm cho mình sức lực mình yếu hơn, mình không có đủ thời gian để mà mình có thể làm lại, và mình học được nhiều cái bài học mà để mình có thể giúp mình có thể làm lại được. Thì em nghĩ là tùy vào độ tuổi thì mình sẽ xác định cái sự hy sinh theo cái ngôn ngữ của chị Linh, hoặc là cái học phí nào mình có thể trả ra để mình học được cái bài học gì ở trong cái cuộc đời mình. Em luôn luôn quan điểm là khởi nghiệp là một cái sự lựa chọn về những cái bài học mà bạn sẽ học, cũng như là công việc thì khởi nghiệp nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ dạy cho bạn rất nhiều. Và có nhiều người bạn của em á thì rất là thành công trong nhiều mảng khác, nghiên cứu là làm khoa học này, nhưng mà khi khởi nghiệp thì một số người bạn của em vẫn nói là đang học một cái bằng MBA hay đang học một cái loại business khác. Thì em nghĩ là mỗi người sẽ có những cái hành trình học hỏi khác nhau, cái con đường và cái định nghĩa, cái thành công khác nhau, sức lực khác nhau, cho nên không ai giống ai cả. Thành ra là chính bạn phải đo lường là bạn sẽ trả học phí cái gì để bạn được cái bài học gì, hoặc là bạn sẽ hy sinh cái gì để bạn gain được cái gì về cho chính bản thân của mình. Thì cái điều đó nó quan trọng, và bạn cũng nên xem thử là mình đang ở cái độ tuổi nào để mình biết là mình đang phải phải hy sinh cái gì, đánh đổi cái gì, trả học phí bằng cái gì. Đúng là cái những cái quyết định của mình nó sẽ thực sự thay đổi theo cái tình trạng cuộc sống của mình. Mình rất là muốn nghĩ là sự nghiệp là một cái yếu tố riêng tư, nghĩa là mình cứ nghĩ về sự nghiệp luôn luôn. Nhưng đúng là sự nghiệp chỉ là một phần trong cuộc sống, là mình không thể bắt bóc nó ra rồi đưa ra những cái quyết định mà không có liên quan đến những cái phần khác. Thì khi nghe những lời khuyên của Phi ấy, thì chị thấy rõ ràng là Phi là đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã hiểu biết được những cái chi tiết sâu trong đó. Và hồi nãy Phi cũng nói là bắt đầu khởi nghiệp lại nữa, thì cảm thấy là Phi là một người rất là năng lượng và có rất nhiều động lực đã tự tạo cho bản thân. Thì không biết Phi có thể chia sẻ những cái cách nào để cho mình có thể luôn luôn đi tiếp, là thế nào để mình có thể giữ được cái động lực này, dù có thể là mình không còn trong độ 20 mấy tuổi nữa, phải không? Có thể là cũng không còn độ trong gần hết 30 mấy rồi, phải không? Thì không biết là thế nào, dù mình đã trong cái lộ trình này nhiều năm rồi, thế nào để mình có thể tiếp tục với nó.
Em đang trong lộ trình 30 40. Dạ. Cơ bản là em nghĩ là trước kia ở cái độ tuổi 30 thì đương nhiên mình vẫn có những cái đồng đội, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mình có một cái lực mà mình có thể đẩy tất cả mọi người đi lên, mình đủ sức để mình đẩy. Ở cái giai đoạn 30 40 khi em bắt đầu thì em lại cần những cái đồng đội cùng đi với em, họ họ có thể đôi khi họ đẩy em nhưng đôi khi á là em cũng cần phải đẩy họ. Thì ở đây ở cái độ tuổi này làm sao để giữ được một cái nguồn năng lượng, thì theo em á là mình sẽ phải xác định được thật sự là mình mong muốn cái gì ở trong cuộc sống của mình. Và mình cũng cũng giống như các bạn mới khởi nghiệp thôi, thì em cũng sẽ đo lường là em có cái gì ở trong cái giai đoạn này để em bắt đầu lại, và cái điều đó nó có tương thích với cái mục tiêu của em hay không. Tại vì bây giờ ở cái độ tuổi này chị Linh cũng thấy là mình sẽ thực tế hơn, mình không còn cái mơ mộng và màu hồng giống như cái giai đoạn hai mươi mấy 30. Lúc đó thì mình kiểu như là mình chiến bằng bất kỳ cái gì có thể. Còn bây giờ thì mình cũng có nhiều thứ để mà mình xem thử là giữa cái mục tiêu của mình và cái khả năng của mình bây giờ, những đồng đội đi với mình có khả năng đạt được điều đó hay không, là em nghĩ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình đã xác định rõ mục tiêu rồi á thì mình sẽ thấy được cái con đường đi của mình một cách rõ ràng hơn, và trên cái con đường đi đó thật ra là không tránh khỏi những cái lúc mà mình sẽ bị gọi là down mood từ từ giới trẻ, là cái cảm xúc của mình nó đi xuống. Thì lúc đó mình sẽ cần, em thấy là mọi người nghĩ đó là lý thuyết nhưng mà thật ra là không phải lý thuyết đâu, là mình sẽ quay lại cái mục tiêu ban đầu của mình, thật ra ở cái giai đoạn này mình đang tìm kiếm cái gì, và tất cả những cái thứ mà mình đang đối mặt nó chỉ là cái tạm thời thôi. Và em có một cái suy nghĩ thứ hai nữa là mỗi cái khó khăn nó diễn ra nó là cơ hội để cho mình có thể học được một cái bài học. Cho nên là cái em thường cảm thấy vui, tìm cái niềm vui trong một vài cái rào cản mà mình đang phải đối mặt, và khi mà mình tìm ra lời giải, giống như là bạn ở trong một cái đội tuyển toán chẳng hạn, bạn giải được cái bài toán khó, đó là một cái cách để bạn tự rèn luyện, tự nâng cơ cho chính mình, thì cái đó là một cái an ủi thứ hai, tức là nếu mà em giải được cái khó khăn này thì em sẽ học được cái gì, và cái học đó nó sẽ giúp cho em là càng ngày em sẽ càng lên level hơn, em sẽ có thể chiến đấu được với những cái trận chiến khó hơn. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba thì em nghĩ là cái động lực từ những cái người xung quanh đó. Nếu như mà bạn muốn tích cực thì bạn không thể nào ở cạnh những cái cộng đồng mà họ bị tiêu cực được, bạn phải cần có những cái cộng đồng xung quanh, những cái người mà họ họ tích cực và họ cũng nhìn vấn đề giống như bạn, họ cho bạn nhiều góc nhìn hơn nhưng mà họ cũng nhìn các cái vấn đề dưới góc độ tích cực, để mà bạn có thể học được từ họ và có thể được nạp năng lượng từ họ, chứ không chỉ là bạn đi nạp năng lượng cho người khác. Em làm cộng đồng á thì mọi người hay hay nói em là người thắp lửa cho người khác, nhưng mà thật ra em nghĩ là em được như thế này là do cái cộng đồng đó cũng cũng bơm cái nguồn năng lượng cho chính em nữa. Thành ra ở đây thì mình cũng cái bước thứ ba em nghĩ rất là quan trọng là bạn đang sống trong cái cộng đồng nào, bạn đang dõi theo những ai, họ nếu mà họ tích cực thì bạn sẽ học được từ cái sự tích cực đó, và nó giúp cho bạn có thể có thêm nguồn năng lượng. Cho nên là đó là cái mà chị Linh thấy là tại sao mà Phi có nhiều cái nguồn năng lượng để mà làm thêm nhiều việc khác ở cái giai đoạn này. Em nghĩ là một phần là do em có những cái người xung quanh, và những người xung quanh của em họ cũng cũng cùng cái giá trị, cùng cái core value, và mình thấy là đó là một cái sự tích cực để mà mình nỗ lực, mình phấn đấu. Em nghĩ là tới một cái lứa tuổi nào đó thì mình cũng cần một cái độ an toàn nhất định, và cái sự an toàn đó nó đến từ đâu? Nó đến từ cái nội tại của chính mình thôi. Mình đang suy nghĩ về cái cuộc chơi đó như thế nào thì mình sẽ có những cái cách hành xử tương tự như vậy, để mình cảm thấy là mình luôn luôn cảm thấy vui, và nó không còn là một cái yếu tố mà lúc nào cũng phải all in đánh đổi tất cả mọi thứ vào cái cuộc chơi nữa, mà lúc đó thì mình sẽ phải enjoy với cái quá trình của mình, và có lẽ là mình đã tích lũy đủ để mình enjoy với cái quá trình đó. Em nghĩ là chị Linh sẽ cảm được cái điều đó. Chắc chắn thì Phi đã đánh đánh thẳng vào đúng là ba cái yếu tố chính mà mình chị cũng thường suy nghĩ tới, là mình tìm kiếm ý nghĩa trong tất cả những gì mình làm, mình cố gắng luôn luôn học hỏi, và thứ ba là đúng là những người xung quanh. Thì cái phần thứ ba là với chị là cái phần nó khó nhất, bởi vì trong ngày là mình có rất nhiều buổi họp, rất nhiều cái buổi ghi hình như vậy, có rất nhiều cái sự kiện, thì rất khó để cho mình tạo cái thời gian để thực sự mình gặp những người mà mình có thể tạo mối quan hệ sâu và có thể đi lâu dài với họ. Thì rất là cảm ơn Phi về những lời khuyên của Phi hôm nay. Thì trước khi chúng ta kết thúc, không biết Phi có những lời khuyên cuối mà muốn chia sẻ với các khán giả không? Em không biết là các bạn theo dõi chị Linh thì đang ở độ tuổi nào, nhưng em nghĩ là đa phần các bạn đều là những người tích cực, tại vì chị Linh là một người rất là tích cực, cho nên chắc chắn là cái cộng đồng mà theo dõi chị Linh cũng là những cái bạn trẻ rất là tích cực. Em tạm nghĩ là các bạn là trẻ hoặc là có một cái tâm hồn rất trẻ, thì em hy vọng là mọi người khi mà bắt đầu cái hành trình, nếu như mọi người yêu thích khởi nghiệp á, thì mọi người nên có những cái đánh giá, mình có thể xem nó như là một phần có cái yếu tố khoa học và một phần là nghệ thuật, và một phần nữa cũng là trong kinh doanh, thì trong trong giới kinh doanh thì hay nói là
chúng ta thành công nó dựa vào năng lực của chúng ta, những cái mối quan hệ xung quanh, nhưng mà đồng thời đôi khi chúng ta cũng cần một chút may mắn. Thì ở đây cái may mắn nó không phải tự nhiên mà tới, nó là từ một cái quá trình, từ tất cả những cái yếu tố mà chúng ta tạo ra, những cái giá trị mà chúng ta tạo ra. Cho nên nếu mà có một cái lời khuyên nào đó dành cho những người trẻ thì em hy vọng là các bạn cũng ngoài cái sự nghiệp của mình thì các bạn cũng đóng góp một, xem cái nguồn lực của mình để đóng góp một cách vô tư những cái hoạt động dành cho cộng đồng, đặc biệt là trước khi các bạn mong muốn khởi nghiệp thì các bạn cũng có thể tìm đến những cái cộng đồng khởi nghiệp để các bạn nghe nhiều hơn, các bạn học nhiều hơn, và lúc đó thì các bạn sẽ thấy là khi mà mình có một cái cộng đồng bên cạnh, khi mà mình hiểu cái cuộc chơi của mình sẽ tham gia nó sẽ là như thế nào thì mình sẽ tự tin hơn khi mà mình bắt đầu. Và cái thứ hai là với những người mà đang có ở một cái độ tuổi lớn hơn thì chúng ta cũng đánh giá kỹ lưỡng hơn cho những cái học phí, hay nói một cách khác là những cái hy sinh mà mình sẽ bắt buộc phải có khi mà mình bắt đầu hành trình khởi nghiệp, để mà mình không có hối hận về những cái quyết định của mình. Tại vì khởi nghiệp nó cũng không phải là một cái phép màu hay là một con đường duy nhất đâu. Mỗi người cũng sẽ có những cái sự thành công trên những cái thang đo khác nhau, chứ không chỉ là khi bạn xây một cái business được định giá thiệt là to thì mới gọi là các bạn thành công, mà cái thang đo thành công nó rất rất là khác nhau giữa từng người. Cho nên em hy vọng là tất cả mọi người sẽ tìm được cái sự thành công và cái sự hạnh phúc cho riêng mình, không nhất thiết là mình phải follow theo cái tiêu chuẩn nào cả. Rất cảm ơn Phi về những lời cực kỳ thực tế và hữu ích hôm nay. Và hy vọng các bạn đang xem video này, nếu mà đang cân nhắc về khởi nghiệp, hãy dừng video và quay lại xem lại những cái yếu tố mà Phi vừa mô tả, để các bạn có thể ghi xuống và suy nghĩ lại. Thì thật sự những cái chúng ta đã thảo luận hôm nay là những thứ mà các bạn phải suy nghĩ tổng quát trước khi mình bắt đầu trên cái lộ trình này. Cảm ơn Phi và cảm ơn các bạn đang xem. Bye bye nha. Rồi, cảm ơn chị Linh. Hy vọng sẽ có những cái cơ hội khác để cùng chia sẻ với các bạn trên cộng đồng của chị Linh. Cảm ơn chị Linh rất là